Mịt thứ check in. Đúng hôm nay ngày 2 tháng 8 2021 là ngày đầu tiên bước qua giai đoạn 14 ngày tiếp theo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn địa bàn huyện An Bình với tinh thần ai ở đâu ở đấy. Ghi nhận của Mịt thứ 11 thì chiều ngày hôm nay tại khu vực trung tâm thương mại thị trấn thứ 11, bà con đi chợ theo quy định của phiếu đi chợ khá đông. Phần lớn là tranh thủ mua hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm dự trữ ít nhất 5 ngày theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Những xe hàng liên tiếp đổ về với lượng hàng hóa phong phú đa dạng từ thực phẩm tươi sống đến đường, mì gói và những mặt hàng khác. Và hôm nay bạn đã làm gì? Trong phần tiếp theo, Mịt thứ 11 sẽ chia sẻ cùng với bà con những hoạt động của bà con mình ở thị trấn thứ 11, ở xã Đông Thạnh, ở xã Thuận Hòa. Họ đã làm gì trong những ngày giãn cách vừa qua, như một minh chứng ở nhà vẫn vui. Bà làm gì bà? Không trả lời luôn. Kiểm tra vùng nước à? Và việc đầu tiên vẫn là chỉnh trang, sửa sang, kiểm tra mọi thứ trong nhà. Vận động thể dục thể thao trong khuôn viên nhà là một sự lựa chọn cần thiết để duy trì tăng cường thể lực sức khỏe của mọi người, mỗi nhà. Trong một thời gian dài ở nhà mỗi ngày thì việc chỉ dạy cho con trẻ làm những việc phụ giúp cho gia đình như là rửa chén, lau nhà là điều mà các ông bố, bà mẹ nên tận dụng thời gian này để thực hiện để cả nhà thêm vui vẻ, có thời gian tâm sự, chia sẻ nhiều hơn về giá trị của gia đình. Với những gia đình có vườn, có vuông thì rõ ràng là nếp sống sinh hoạt lại càng phong phú hơn, bởi họ có thể cùng nhau thực hiện nhiều món ăn dân dã, vừa ngon vừa vui. Đây, dính nữa hay nghe mọi người. Ủa, con cá này ăn cá gì vậy? Cá gì ngộ quá vậy? Cá chấm. Và thú vị hơn cả là những bà con mình nhà ở mé sông thì ngày ngày quây quần bên nhau câu cá ngay tại nhà thì thật sự là vui vẻ quá chừng luôn, vừa giải trí lại vừa có cá ăn mỗi ngày. Và theo chia sẻ của bà con tại thị trấn thứ 11, Đông Thạnh và Thuận Hòa thì cá câu được nhiều nhất trong những ngày qua là cá nâu và cá đối. Cá nâu nha mọi người. Mình không biết kêu bằng cá nâu, mình thấy nó đốm đốm, mình kêu bằng cá đốm cũng được. Quý vị, câu cá mà nó dính bằng cái miệng là xưa rồi. Mình câu là mình câu ngay con mắt của nó cơ. Ghê chưa, ghê chưa. Đó. Ai câu cá bằng cái miệng, em câu cá bằng con mắt nha. Và hình ảnh mà mọi người đang xem là câu con rạm tại xã Thuận Hòa do bạn Huyền Trân chia sẻ với Mịt thứ. Những con rạm mẩy đen láng chỉ cần bỏ công ngồi tỉ mỉ bóc mai, bỏ yếm, vặt bỏ chân, chỉ để lại hai cái càng là chúng ta có thể chế biến nhiều món ăn ngon hết sảy ăn ăn, mà món ngon nhất là món rạm ăn cùng với cơm nóng. Bà con nào có vườn tràm thì ta nói cứ xách cái cần câu đi một buổi chiều là có cá rô đồng đen lấy ăn suốt cả tuần là có thật. Còn đây là vợ lộp, ôi để ấp cá sặc kìa, tha hồ mà khó tiêu à ngang. Giờ chỉ cần hái thêm ít bông súng là nấu một nồi canh chua bông súng cá sặc. Món ăn quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của tất cả mọi người ở miền Tây trong những mùa nước nổi. Ăn kèm với chén nước mắm nguyên chất Phú Quốc nữa, thêm vài trái chanh ớt hiểm là giải cảm ngay và luôn.
đây là cá rô phi đó mọi người. Ta nói có cả một xuồng luôn. Để chia sẻ với miệt thứ thứ 11, chủ nhân của xuồng cá đầy ấp này là bạn Hoài Phôi ở ấp Bần B, xã Thuận Hòa. Bạn chia sẻ là cá này để bán cho không có ăn anh ơi. Mà hỏi bán được bao nhiêu tiền thì bạn không có nói. Cái gì vậy? Và phần cuối của video ngày hôm nay, miệt thứ thứ 11 mời tất cả mọi người sẽ cùng theo dõi một buổi chiều câu cá của vợ chồng bạn Tiểu My ở thị trấn thứ 11. Và chúng ta sẽ câu cá đối trên sông Sáng Sẻo Rồ. Thank you.
đây cái bò vô. Hồi nãy nó cũng